Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Đô TV nha. Thì bây giờ Đô TV đang đi ra phía Hòn Rùa. Đây, ở kia là Hòn Rùa. Thì ở đây có một số người ta gọi là Hòn Ghề, lúc trước ta gọi là Hòn Vít, rồi sau đó ta đổi là thành là Hòn Rùa, và bây giờ là Hòn Ghề. Thì bây giờ thì tầm khoảng gần 4 giờ rưỡi rồi các bạn ạ. Cái mùa này ở đây thì 4 giờ rưỡi thì nước biển nó sẽ cạn. Đó, bây giờ các bạn thấy mình đi nè, nước biển nó cạn, nhưng mà để muốn cạn cho nó sâu luôn á thì như là phải chờ tới khoảng 5 giờ 6 giờ gì đó. Nhưng mà bây giờ mình muốn tranh thủ mình đi ra để mình chia sẻ video cho tất cả các bạn, nên là mình phải cố gắng mình trước đây. Thì hồi nãy ở trong kia vô tình gặp được anh Đen, tức là anh chủ nhà ở đây nè. Thì tức lẽ là mình đi về rồi, nhưng mà anh nói là cái mùa này bây giờ là nước đã đang cạn thì có thể đi ra được. Mình không nghĩ là cái bây giờ lại đi ra được. Cái này mình nghĩ là buổi sáng nó sẽ cạn, nhưng mà cái mùa này là mùa gió nam nên là nước ở đây nó sẽ nó cạn. Thì đi mình nghĩ nó sẽ đi qua đầu gối chút. Ở đây sóng biển nó vô từ con sóng từng đợt luôn. Thì bây giờ mình cố gắng đổi ra nha. Tôi biết là chiều ở đây nó hơi gió hơi nhiều, nên là mình không thể nào mình bay live cam để cho tất cả các bạn coi được cái toàn khung cảnh của Hòn Rùa. Đây nè, các bạn thấy giờ phải lội nước. Thì ở đây thì hồi nãy anh Đen nói thì anh sẽ có làm luôn dịch vụ đối với các bạn đi buổi sáng á, thì anh sẽ làm dịch vụ cho tất cả các bạn, là anh sẽ chở các bạn đi ra, rồi sau đó là chơi ở trên khu này xong rồi các bạn qua thì biển cho anh, thì anh sẽ chở. Thì nước tới đây thôi các bạn, nước cạn thôi, nó tới đầu gối anh. Ở đây bây giờ buổi chiều thì gió nó hơi nhiều quá, nên có thể là cái âm thanh nó không có được tốt lắm, nên các bạn hết sức thông cảm nha. Nước thì chỉ đi tới đầu gối à, nhưng mà sóng nó đánh vào thì nó dâng lên, chứ còn thì ra nó là không có sâu. Còn ở đây thì nó có theo mùa nha các bạn, đối với mùa bắc thì nó sẽ cạn vào buổi sáng, còn mùa này thì nó cạn buổi chiều. Thì ở đây thì như nãy có ngồi làm quen với chỗ anh Đen thì anh nói là có thể tối chúng ta cắm trại ở đây được. Thì tối muốn cắm trại thì đi gọi điện thoại cho anh, rồi sau đó anh sẽ chở ra. Nếu mà muốn cắm trại qua đêm luôn thì anh sẽ cung cấp than nướng, bếp nướng ở trên đây. Hôm nay mình đi chân không biết có thể là lên được trên đỉnh của Hòn Rùa hay không nữa, tại vì ở đây các bạn sẽ thấy là đá nó hơi nhiều. Đây là mình đi vô tới bờ rồi đó. Ở đây mình thấy ốc nè. Đây nè, mấy con ốc. Lên tới đây thì mình thấy nó có một cái bãi đá sỏi thì đá sông gì nó lớn nha. Ở đây mình thấy có một bé nó xói mòn đẹp, nó nổi lên cái màu như cẩm thạch vậy đó. Bên kia là cái khúc kia nãy mình đi vô á. Thank you.
giờ mình thấy là cái mình đi chân không chân đau lắm. Trên đây các bạn sẽ thấy có rất là nhiều yến này. Thì em đang nói là ở trên đây nó có một cái đường đi vô, và nếu mà đi bao quanh cái khu vực mỏm đá này thì nó là sẽ có một cái hang hang yến. Nhưng mà mình hiện tại bây giờ mình không chắc là mình có đi hết được hay không. Nếu mà không đi hết được thì mình sẽ hẹn các bạn ở video sau. Nhưng mà bây giờ thì mình cố gắng mình đi theo những cái mỏm đá này. Đây. Để mình coi thử. Bên đây thì mình thấy có như một cái vách đá nó dựng đứng luôn, tức là những cái những cái đá này nè, thì mình nghĩ lúc trước là nó sẽ tự ở trên đây, nó bị sóng đánh hay gì đó nó sẽ rớt xuống. Thì đối với vô trong đây thì mình thấy đá nó từng tảng và nó đi nó không có đau chân nữa các bạn. Thì ở đây mình thấy có vết tích của một phân chim này. Mình thấy ở đây nó sẽ là chim nó đêm về nó trú ngụ ở đây. Ở đây những cái cục đá, các bạn thấy những cục đá nó xói ra nó có cái màu rất là đẹp nè. Cái màu rất là đẹp. Mình nghĩ cái đá, những cái đá này mà họ làm nông bộ thì cũng khá là hợp lý. Bên đây là toàn là đá không. Bên đây thì một cái vách núi treo veo luôn. Đây là cái mực nước mà lúc nếu mà buổi sáng thì mực nước sẽ lên tới đây nè. Đó, các bạn thấy cái mực nước nó lên đó, nó sẽ nó có cái màu xám. Hơn một cái nãy giờ mình đi trên đá này nó lại không đau chân nha các bạn. Nó không đau chân. Thì đối với con nước này thì hồi nãy anh em nói có nói là nếu mà nước mùa này nếu mà nó cạn giờ này thì khoảng 9 giờ đêm thì nó sẽ lên cao. Và mình đang đứng ở đây. Và mình đang đứng đây là các bạn, tức là đây là một cái mỏm đá nhô ra, nó tượng trưng cho cái chân của con rùa vậy. Thì đây, đây là mình đứng ở trên khu vực này nè. Thì giống như đang đứng ở trên chân con rùa. Thì ở đây, đó là người ta đang tưởng tượng nó là một hình hài, nó giống như một con rùa vậy. Và nó có cái trên cái đỉnh đó là một cái mu rùa. Còn ở xa kia các bạn sẽ thấy đó là cái đầu rùa, nó đang hướng ra biển. Và trời chiều thì gió, nhưng mình không có thể nào mà bay live cam để cho các bạn nhìn tổng thể được. Khi mà mình quay ở trên cao á, thì có thể các bạn sẽ thấy được, hình dung được là cái hòn rùa này nó cái hình dạng của nó y như hòn rùa, nên người ta mới gọi là hòn rùa. Chắc có lẽ mình cố gắng mình đi hết một vòng cho tất cả các bạn coi ở khu vực này. Đây đó, trên đây có cái mỏm đá nó rất là đồ sộ, nó tròn ra biển. Thì ở đây mình thấy cái kết cấu địa chất nó là những cái loại đá vôi. Đó, nó kết cấu thành như vậy nè. Đó, các bạn thấy không? Đó. Thì những cái tảng đá này như mình nói hồi nãy là do lâu ngày nó bị sạt xuống. Thì nó tạo, nhưng mà nó sạt xuống nó tạo thành hai cái hình. Giống như là cái hai cái chân con rùa nó đang bơi vậy. Và như mình thấy khúc này bắt đầu có sự xuất hiện của yến rồi. Mình nghĩ là có thể là bên đây là nó là hang yến. Thì nãy có cái thông tin mình hỏi anh Đen á, thì ảnh nói là ở khu vực này lúc trước ông bà xưa, bà rất xưa, cái thời của ảnh là sống đây 30 năm mà, nhưng mà thời xưa hơn nữa, thì ở khu vực này ở phía trên cái ngọn đồi đó nó có một cái miếu, cái miếu 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 cô miếu cậu đó. Nhưng mà lâu ngày á, khi mà cư dân đi rồi người ta không có thờ phượng nữa, thì trên đó hiện tại bây giờ chỉ còn lại là vết tích của những cái cây cột còn lại thôi. Chứ còn hiện tại thì những cái mái rồi tôn đồ thì nó đã reset hết rồi.
Đó, bây giờ mình sẽ bước lên đây này. Và đây, đây chính là khu vực đầu rùa nè các bạn. Thì như ở đây chính là hang yến nè các bạn nè. Như đây là hang yến, theo hồi nãy cái mô tả của anh á là một cái vách đá dựng đứng. Ở trên đó nó có một cái hang. Đó, nhưng mà cái hang này thì tuyệt đối không có trèo lên được. Nên do đó là khi mà đi khám phá ở đây á, thì mình nghĩ đối với những cái mức độ an toàn nào các bạn leo được thì các bạn leo thôi, chứ còn khi mà cao quá thì các bạn cũng đừng có cố gắng ha. Được cái hồi nãy giờ mình phải nói công nhận được một cái nãy giờ dù có đi chân không nhưng mà cái đá ở đây nó không có làm mình đau chân, mình đi cũng khá là êm đó. Cái hang yến á, mình đã lên được tới cái bộ phận đầu con rùa rồi ha. Thì ở trên đây thì nó có những cái phần nó hơi trơn nha, nên là mình đi cũng từ từ thôi. Còn trên khúc này thì mình thấy có một cái lớp đá nó bị xói mòn, nó giống như một lớp vôi vậy, nó cũng tự như một lớp vôi nó chảy ở đây. Ồ, trên này gió này. Wow. Đây ở xa kia thì mình thấy có một anh đang thả lưới. Hả? Giờ mình đi xuống lại. Mình nghĩ ở đây mà cắm trại xong buổi sáng thức dậy rất là đẹp á, đó bình minh trên đây thì mình nghĩ nó sẽ đẹp lắm. Đi qua khúc chỗ này thì những cái đá nó có bám các cái con vỏ sò thì đi cái chân hơi đau. Có một tảng đá lớn rồi. Nhưng mà theo anh Đen hồi nãy anh nói thì ở khu vực này hầu như cái hình dạng nó không có thay đổi, nó cũng chỉ như vậy thôi. Trong đây là cái hang yến nè, đó là cái hang yến các bạn à, trong đó nó không có hang nữa, mà cái đường leo lên rất là khó nên không có ai leo lên được ở đây đâu. Thực ra ở đây thì nó hoang sơ lắm, nó không có tác động gì của con người đâu, chỉ có nước biển rồi đánh vô thôi. Đó, những mỏm đá cao thế này nè, mà cái đá ở đây nó rất là đẹp ha, các bạn thấy cái màu không, nó y như một cái thạch vậy, nó y như một cái viên cẩm thạch vậy. À, thấy không, nó màu nó màu khác chứ không phải nó đổi nhiều màu đó. Bên đây là các bạn thấy đỏ nè, bên kia thấy trắng nè, các bạn thấy đỏ, một nền vật đỏ luôn nè, nó y như một cái hòn ngọc vậy nha các bạn nha. Wow, hoành tráng ghê luôn. Mình đứng trên đây thì mình thấy nước biển đầu nó tấp vô mặt mình. Đi trong đây là nó có một cái hang. Ở trong đây thì mình thấy nó có tổ chim này, bên kia có con chim này. Bên đây. Có thể bây giờ chắc mình không có thể nào đi qua đây được đâu. Thôi mình cố gắng mình đi thử. Rồi mình sẽ đi về phía bên kia luôn. Bên khúc này gió lắm. Ở đây nó giống như cái sói biển nó đánh vô, nó sói vô đây một vạt luôn.
hòn đá. Đó, vô đây nè. Ở đây thì chắc buổi sáng mình nghĩ là nước nó sẽ lên tới đây hết, nên là đi khúc chỗ này nó sẽ mình có nguy cơ nó bị trượt, nên mình là mình đi cố gắng mình đi những cái lượng, những cái thế nào an toàn nhất thì mình đi thôi. Đi trên đó nó giống như một cái viên ngọc vậy. Hy vọng là mình sẽ ở đây con hải sâm nè, ở đây mình thấy con hải sâm thì phải cái nè đó, để mình coi thử có phải con hải sâm không nha. Lấy quả em thả xuống, nếu mà nó thung là đúng con hải sâm nè. Con hải sâm. Không, mình không có bắt được nó đâu. Đó, trên này mình thấy có hải âu bay nè. Nó vật y như vàng vậy cả nhà ơi. Các bạn thấy y như vàng không? Có khi nào có ai chôn bí kíp ở trên đây không ta? Bây giờ mình đi ra hòn đá này đó. Xe chọt xe tiền. Rồi mình qua tới bờ bên đây rồi. Bên kia thấy có mấy anh đang câu cá. Nhưng mà mình nghĩ chắc mình không có leo qua được bên đây. Thôi mình chạy để an toàn, mình phải đi về lại phía bên chỗ hồi nãy mình đi. Thôi mình quay trở lại nha các bạn nha. Hồi nãy giờ đi mới có nửa vòng thôi, nhưng mà mình thấy cái tình hình này đi không có được nữa, với lại cũng chiều rồi. Mình hy vọng ở video sau mình sẽ chia sẻ chi tiết hơn hòn rùa này cho tất cả các bạn cùng trải nghiệm. Thì khi tới đây mình phải bay được cái lai cam thì nó mới thấy được cái dạng chung tổng quát của hòn rùa thì mới ra hình dung được, chứ còn không thì cái này các bạn phải nhìn ở cái mức độ mà chạy trên đường gì xéo xéo thì có thể hình dung ra. Và video của mình sẽ kết thúc ở đây, các bạn hãy đăng ký kênh giúp Đô TV và nhấn vào biểu tượng quả chuông để theo dõi các video tiếp theo. Và bây giờ xin chào và hẹn lại tất cả các bạn ở video sau. Bye bye.